Kính thưa đại chúng, mỗi một năm qua thì chúng ta có cơ hội nhìn lại mình đã đi qua một năm như thế nào, và sắp tới đây một năm tới sẽ như thế nào. Dù chúng ta đang thấy rằng năm tới đây chắc chắn sẽ có những khó khăn nữa, mà đặc biệt trước mắt là chúng ta thấy kinh tế, đặc biệt là chúng ta đang ở tỉnh Alberta, việc làm không có, nhiều người bị thất nghiệp. Và khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta tự chúng ta sẽ, mỗi người sẽ ý thức và chúng ta phải sống như thế nào, phải chi dùng như thế nào để cho nó tạm đủ và chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống á, Đức Phật định nghĩa sống là khổ. Thì cái chữ khổ ở đây á, nghĩa là nó có những cái nó biến chuyển mà do chúng ta không thấy, hay là thấy mà không biết, hay là biết mà không nhận, hay là nhận mà không có chịu tu tập chuyển hóa, thì cái này nó thành khổ. Ví dụ như là sống là khổ. Hỏi tại sao khổ? Tại vì mình muốn được mà không được cái mình khổ. Còn bây giờ nếu mình muốn là cái chuyện bình thường, nhưng mình không được thì mình lại tự tại, mình nói rằng mình muốn mà chưa đủ duyên, hay là mình muốn mà chưa có khả năng, thì tự nhiên mình nhẹ ra. Thành ra cái gì mà chúng ta không chấp nhận thì nó thành khổ. Chứ bản chất mọi sự việc nó không có gì nó khổ hết đó. Vì cuộc sống là nó phải như vậy thôi. Thí dụ như mình trưng một bình hoa thì bây giờ nó tươi, mặc dù mình cố gắng mình chăm sóc nó, nhưng mà nó phải héo. Mà nếu chúng ta chấp nhận rằng mặc dù mình chăm sóc nhưng mà một ngày, hai ngày hoặc là cả tuần nó sẽ héo, mà chúng ta chấp nhận cái héo của nó thì chúng ta dẹp nó, trưng một bằng một cái cành hoa khác nhẹ nhàng hơn. Thì hôm nay á, nó nhiều hoa, chúng ta cắm nguyên bình to này, vài ngày nữa nó héo hết hoa rồi, nó chỉ còn có một cánh, thì chúng ta kiếm cái bình khác cắm vô theo cái kiểu một cánh, nó vẫn có cái đẹp và có cái nghệ thuật của nó. Thành ra cái vấn đề không phải là nhiều hay là ít, mà chúng ta biết trưng bày. Quý vị thấy nhiều khi mình đi vào nhà hàng, mình mua một dĩa thức ăn, cái dĩa thật là to nhưng mà ở trên nó không có mấy thứ, rất ít, nhưng mà ta trưng bày. Thì cũng như thế, cuộc sống có khi thế này thế kia nó đến, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta biết dụng nó. Ông bà mình thường dạy là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nước thì vẫn là nước, nhưng mà hễ nước đổ vô cái ly thì mình thấy cái tướng nước nó tròn, nhưng mà hễ đổ ra cái dĩa thì cái tướng nước nó xòe ra. Thì bản thể nó vẫn là nước thôi, nhưng mà hễ nó đổ vào đâu thì cái dáng nó như vậy. Hễ hoa nhiều thì mình cắm thành nguyên một bình hoa, nhưng mà nếu chỉ còn một cánh hoa, một cành hoa thì cắm vô cái bình, nó có cái, nó vẫn có cái đẹp của nó. Có nhiều khi người ta có một cái khăn nhưng mà người ta có nhiều kiểu thắt, cho nên lúc nào nhìn ta cũng mới, mà thiệt sự cũng cái khăn đó thôi. Có nhiều khi người ta nghèo, ta có một bộ đồ nhưng mà ta biết cách mặc. Hôm nay người ta mặc với này, người ta khoác cái áo lạnh, cái ngày mai người ta thả cái áo lạnh đó ra, cái ta mặc cũng cái áo cũ đó, mình nhìn không có cái lạnh thì nó mới. Quý vị nấu thức ăn á, nấu mà nấu thức ăn nấu nhiều quá, cái ngày mai ngày mốt ăn không hết, cái mình làm gì? Mình chuyển nó, mình biến nó thành ra món khác. Mà lỡ mà nấu cháo, nấu cơm mà cơm sống thì cũng không sao, nấu cháo cũng được, lỡ cơm nhão nấu cháo cũng được. Thành nữ ra cuộc sống á, là luôn luôn những cái đó nó đến với mình, và cái quan trọng là chúng ta học được cái nghệ thuật, cái cách như thế nào để chúng ta chuyển hóa nó. Có một anh thanh niên, ảnh thất bại nhiều việc lắm, thì ảnh lên ảnh gặp một vị hòa thượng, ảnh mong rằng hòa thượng cho ảnh một cái câu trả lời, hay là chỉ cho ảnh một cái cách nào đó để ảnh giảm đi những cái phiền não thất bại của anh.
Thì khi mà anh đến á, thì anh xin hòa thượng chỉ. Thì hòa thượng nói thôi trời tối rồi, đạo hữu ở đây ngủ đêm đi, mai sáng rồi nói chuyện. Thì anh cũng nghe vậy anh cứ ngủ. Sáng hôm sau anh lên gặp hòa thượng, cái hòa thượng mới nói thôi trời đang chuyển mưa, thôi để bây giờ mình ngắm mưa đi, rồi khi nào mà hết mưa rồi tính. Mà mưa suốt 3 ngày, ảnh ở trên chùa 3 ngày ảnh chán quá, lên tới hòa thượng thôi. Hòa thượng trả lời lẹ lẹ đi, trời mưa 3 ngày rồi chịu không nổi. Rồi chừng đó hòa thượng mới nói thôi bây giờ đợi tạnh mưa rồi nói chuyện. Thì khi mà trời tạnh mưa thì nhìn ra đường á, thì trời trong nắng đẹp. Thì hòa thượng mới nói đạo hữu có nhận được ra bài học không, sau cơn mưa trời sẽ đẹp. Thì cuộc sống á, ai cũng có những cái bế tắc. Thỉnh thoảng á, bầu trời có một đám mây đen, nhưng mà đừng có buồn rầu vì cái đám mây đen đó, cứ nuôi một hy vọng thế nào rồi đám mây đen cũng sẽ đi qua, rồi bầu trời sẽ sáng trong trở lại. Cho nên hy vọng là gì? Không phải là mình mong cầu, nhưng mà mình biết chắc đám mây này sẽ đi. Thì cuộc sống của mình kinh tế khó khăn vậy đâu phải lần đầu tiên. Mình ở đây mấy chục năm là cũng trải qua mấy trận rồi. Rồi bây giờ so ra với cái sự này, trước kia mấy chục năm mình cũng sống còn khổ hơn bây giờ mà mình vẫn sống được. Trong cái khóa tu vừa rồi á, đi thiền hành từ ở trai đường qua bên chánh điện, thì Pháp Hòa nhìn xuống đường, bên bệ vệ đường cái đám tuyết á, thì trong cái đám tuyết có một cái cây con, nó chừng gang tay, nó vẫn mọc lên từ cái đám tuyết đó. Thì Pháp Hòa chỉ cho một em Phật tử, Pháp Hòa nói con có thấy cái cây nhỏ đó không, nó nhỏ xíu à, mà nó vẫn sống mạnh dạn trong cái đống tuyết. Một cái cây này so với mình hơn nó nhiều, mà tại sao mình sống không nổi? Tại vì em đó, trong thời gian qua mấy ngày ở đó, thì em thường tâm sự những cái khó khăn trong cuộc sống của em. Thì Pháp Hòa mới nói thầy, thường thường khi mà thầy đi đường, nhất là ở trên Tây Thiên, đi thiền hành á, hay nhìn xuống đất và thấy những cái cây dại, những cái cỏ dại rất là đẹp, nhỏ xíu thôi mà nó mọc. Nó mọc từ những cái biến gỗ khô cằn, mà thậm chí những cái chỗ mình đã tráng nhựa rồi, mình đã tráng nhựa rồi, vậy mà có một cái cây nó nứt cái nó mọc lên từ những cái tráng nhựa đó. Thì khi nào quý vị đi đường, quý vị thấy những cái đó, thì quý vị tự nhắc mình, một cái cây con mà nó còn chui lên được từ một con mảnh, một cái con đường tráng nhựa để nó sống, thì cuộc mình hơn nó nhiều, mình có thể vượt qua những khó khăn. Cho nên thưa đại chúng, là cái bài học đầu tiên mà vị hòa thượng dạy cho cái người thanh niên trẻ đó là gì? Đó là cái niềm hy vọng. Và chúng ta luôn luôn biết rằng ngày mai sẽ có sự thay đổi. Cũng giống như một người mà người ta, một đứa con của mình nó hư, đừng có buông bỏ đó. Và mình nghĩ rằng với cái tình thương của người mẹ, thế nào rồi một ngày mình sẽ chuyển hóa được đứa con của mình. Một cái người họ xấu, nhưng mà nếu như xấu cái mình bỏ, mình không biết làm sao chùi rửa cho nó đẹp, thì nó trở thành ra mình không bao giờ mình tìm được cái gì quý trong đó hết. Có nhiều khi mình thấy cái đồ dơ, thiệt dơ vậy đó, mà mình đem mình rửa ra nó thiệt là đẹp. Cho một con người cũng vậy, nếu mà sau khi họ được nhiều lần chùi rửa, mài dũa, thì con người nó sẽ trở nên tốt. Và đó là cái chủ đích của đạo Phật. Không phải chỉ nhìn tất cả mọi người xấu rồi ai mình cũng bỏ, ai mình cũng đẩy hết, mà cái học Phật và tu Phật của chúng ta là chúng ta có cái tuệ giác, có cái hiểu biết rằng nhìn tất cả mọi người, ai cũng có khả năng làm mới hết. Cho nên mình mới có cái danh từ sám hối. Mà cái sám hối trong nhà Phật không có nghĩa là mình van xin Phật tha tội cho mình,
Mà sám hối trong nhà Phật là con nhận ra cái lỗi của con và con xin từ nay con sẽ làm mới trở lại. Đó là cái cách sám hối. Thí dụ một cái ly nước này nè, mà lỡ đựng dơ thì không thể vì cái dơ đó rồi không rửa cái ly, rồi chúng ta vứt cái ly đi. Nếu chúng ta chịu khó rửa sạch thì cái ly này vẫn xài được. Thưa đại chúng ở trong chùa, vì chúng ta thấy ở đây cái gì nó cũng mắc, cho nên không có bỏ cái gì hết trơn á. Quý vị biết mình mua một cọng xả đó, thường về mình cắt cái đầu, mình lột một hai cái vỏ, mình bỏ nó đi, rồi mình mới lấy cái trong cái lõi mình xài mà cắt xài xuống tới cái đuôi xả cái mình vất. Nhưng mà trong chùa là không vất. Ở trong chùa là cái đuôi, cái đầu của cọng xả đó, hay là một hai cái lá xả ngoài đó, hay cái đuôi xả đó rửa sạch để dành nấu nước. Khi mà mình nấu nước, nấu canh chua xả, hay nấu canh chua Thái, hay là mình nấu bún Huế, thì mình cần cái mùi xả thì mình để những cái đó vào, nó ra cái mùi xả, thay vì mình phải mua nguyên cái tép xả mình thả vô. Rồi quý vị lột củ sắn, cái vỏ bỏ thì nó còn cái mài dính dính đó, mình lấy cái dao bào mình dạt 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 cái rửa sạch, để vô nồi nước nấu nó cho mình thêm cái chất ngọt. Quý vị biết là cái bắp chuối á, người ta mua về cái người ta cắt cái đầu, cái ta lột hai ba cái bẹ ở ngoài đó, cái người ta bào, người ta ăn cái bắp chuối, cái người ta bỏ cái hoa chuối, người ta bỏ những cái bẹ đó, người ta bỏ luôn cả cái cùi chuối. Mà hễ mà cái bắp chuối đó mà lọt vô tay Pháp Hòa là nó thành món ăn đó. Những cái dạt dạt quý vị bỏ đó Pháp Hòa làm ra món ăn. Cái hoa chuối đó mà chỉ cần lột bỏ cái tim cứng của cái hoa đó đó, rửa sạch sẽ rồi trộn với bột, thả vô trong chảo chiên, nó giòn, nó dính, nó tẩm bột, nó giòn lên. Nó giòn rồi mình kho nước tương cho kẹo, mình thả cái hoa chuối đó vô, mình tạo lên thành ra món cá cơm. Cá cơm chay ăn với cháo. Rồi những cái vạt mà những cái cùi chuối, mẹ chuối mà quý vị bỏ đó, rửa sạch sẽ, luộc nó lên, rồi cắt nhỏ ra bỏ vô máy xay, xào với xả nêm nếm, tương hoi sinh sót đồ đàng hoàng, có củ riền, có thính đồ đàng hoàng, thành ra mắm, mắm cá lóc. Ăn dưa leo ngon lắm. Cho nên nhiều khi cuộc sống nó sẽ cho mình những cái khó khăn, hay là thậm chí có những cái mà chúng ta coi nó là rác đó, nhưng mà có những cái rác mà mình làm nên việc. Có những người nhà giàu á, là người ta giàu có là nhờ người ta đi lượm rác ta bán đó. Quý vị đọc những cái tiểu sử của những người bây giờ là tỷ phú, là đại gia đó, họ từng là những người đi bốc bọc, đi lượm những ve chai họ bán, nhưng mà họ giàu có lên từ những cái đó. Thì chúng ta cũng vậy. Cuộc sống càng khó khăn, càng đau khổ thì chúng ta càng có bài học. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa mới nói như vậy là để cho tất cả chúng ta thấy không có một người nào sống trên đời này mà thuận lợi, mà êm ái hoàn toàn. Mà người ta bây giờ được cái gì đó phải có một cái giá để trả. Tuần rồi thầy viện chủ đi qua Cali để đến thăm và đảnh lễ thăm sức khỏe Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Tháng 11 năm ngoái Hòa Thượng bị stroke, và bác sĩ nói rằng Hòa Thượng sẽ mất trong vòng vài tiếng hoặc vài ngày, vì mạch máu trên đầu vỡ hết, mà chỉ cần nhúc nhích là máu tràn ra chết. Vậy mà Ngài vẫn sống tới bây giờ. Mặc dù Ngài không nói được nhưng mà rất tỉnh, ai vô thăm Ngài biết hết. Có những vị vô thăm Hòa Thượng, đảnh lễ Hòa Thượng, Hòa Thượng còn lấy tay rờ trên đầu. Rồi đại chúng vân tập hát cho Hòa Thượng nghe, Hòa Thượng vẫn nghe, và sau khi hát xong Ngài vẫn chắp tay Ngài cảm ơn. Bác sĩ hoàn toàn không biết. Các bác sĩ phương Tây là nói tôi không biết, cái này là một cái sự mầu nhiệm thôi, chứ còn tôi không biết lý do. Tại vì tất cả chẩn đoán rằng Hòa Thượng sẽ mất.
Hồi sáng thầy mới gọi về, thầy đi thăm hòa thượng. Rồi Pháp Hòa hỏi thăm là hòa thượng như thế nào, thầy mới cho biết là hòa thượng tốt lắm. Bây giờ ngài đang ở California để trị bệnh. Và trong tất cả chúng ta ngồi đây thấy khỏe mạnh vậy đó, nhưng mà nếu mà ngồi hỏi mình có bệnh gì không? Có không? Có. Cái thân bệnh là mình không có nhất định là phải có thôi, tại vì khi có thân là phải có bệnh, đó là một sự thật. Nhưng mà có một cái mình sẽ không bệnh, đó là tâm của mình. Vì tâm của mình biết chấp nhận sự thật có thân là có bệnh. Còn nếu mà mình chấp nhận rằng á, mình chấp nhận á, nhai xiên gâm mới đầu để miệng nó ngọt, nhai hồi thì nó lạc, mà nó lạc rồi thì phải bỏ. Và có nhiều người ta nói tình yêu giống như nhai kẹo xiên gâm vậy, mới đầu nó ngọt lắm mà nhai hồi lạc nhách à. Thì người ta nhìn như vậy cũng là một cái cách để cho người ta nhẹ nhàng ra với tất cả mọi việc. Cho nên thưa đại chúng là tất cả chúng ta học được cái bài học, chúng ta có một cái niềm tin ngày mai trời sáng. Không lẽ khổ hoài sao? Có nó phải có những ngày nó thay đổi chứ. Cho nên Phật dạy mình vô thường, dạy ra nhận ra cái đạo lý vô thường là bởi vì có vô thường cho nên có sự thay đổi. Mà có sự thay đổi là một con người xấu có thể trở nên tốt, chứ không phải cái ý nghĩa vô thường là để chúng ta thấy rằng cuộc đời này luôn luôn thay đổi, chết nay sống mai gì đó rồi để chúng ta buồn khổ. Dạ thưa không, nhắc nhở chúng ta rằng sống nay chết mai để cho chúng ta ý thức và chúng ta đừng có lãng phí mỗi ngày chúng ta có. Và chúng ta thấy rằng cuộc sống nó ngắn như vậy cho nên mình có tình thương nhiều hơn đối với bản thân, đối với người thân, đối với những người mình được gặp. Đời này mình được gặp nhau đó là duyên hết á, nhưng mà cái này là thiện duyên. Thiện duyên cho nên được gặp nhau mỗi chủ nhật, rồi tụng thời kinh với nhau, nghe một bài đạo lý với nhau, rồi dùng một bữa cơm chay với nhau, rồi ra về trong vui vẻ. Không có gì, thí dụ như mình không hạp thì cứ nhẹ nhàng coi như không quen, chứ đừng không có gì phải hận thù. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu: vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Cuộc sống này nhiều hận thù lắm. Tại vì sao? Tại vì ta bất đồng với nhau thì ta hận thù thôi. Rồi chính vì cái hận thù cho nên bây giờ người ta sợ bị thế này bị thế kia, rồi người ta phải tự bảo vệ. Bây giờ là có những nơi là tự do mua súng, và thậm chí bây giờ tự do cầm súng bên người. Thì mình thấy cái đó để tự vệ, nhưng mà cái đó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì khi mình không có kềm chế được cái cơn nóng giận của mình, thì sẵn có vũ khí đó, mình sẽ thỏa mãn cái nóng giận của mình qua cái cây súng đó. Và thậm chí nó cũng là cái vũ khí để cái người kia quánh lại mình, ngược lại mình, thì dùng chính cái khẩu súng đó tấn công lại mình cũng có. Cho nên nếu mà chúng ta có nhiều tự do mà tự do không có tu tập thì nguy hiểm lắm. Cho nên có một cái em đó, em nói với Pháp Hòa là con rất là tức, con đi làm ở trong hãng, con rất là thông minh, con rất là giỏi, con làm được rất nhiều việc. Thì Pháp Hòa mới, mà em nó bất đồng là bởi vì có nhiều người, nghĩa là ém tài của em và không để cho em phát triển thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới nói: con có thấy Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký không? 72 phép thần thông biến hóa, vậy mà phải bị cái dòng kim cô của Quan Âm đưa cho ngài Tam Tạng trồng lên đầu của Ngộ Không đó. Cái dòng đó là gì? Đó là đạo đức, đó là giới luật. Một con người thông minh mà không có một cái sự gì kềm chế thì nguy hiểm lắm.
Cho nên con người thông minh là phải có đạo đức, phải có giới luật để cho con người đó bình an trở lại. Giống như ở đây mình tự do, nhưng mà đâu có ai được quyền tự do mà vi phạm luật pháp không? Không có. Anh được quyền lái xe bất cứ lúc nào, nhưng mà nhớ đừng over speed, nếu không là sẽ bị phạt. Thí dụ vậy. Có một cái người đó đi lên trên, nghe người ta đồn ở cái núi đó có kim cương. Thì anh chàng này ảnh đi tìm kim cương, mà do ảnh gấp rút ảnh đi cho lẹ, cho anh đi hồi cái phát mệt. Bắt đầu khi mà đi mệt rồi cái bắt đầu anh đi từ từ. Mà khi anh đi từ từ rồi á, thì bắt đầu anh gặp cái gì? Trên đi từ từ thì trên đường bắt đầu khi mà đi chậm là bắt đầu để ý. Đi chậm hồi nãy mình lo, mình cố ý mình đi tới cái núi đó, cho nên xung quanh cái gì cũng có, không quan tâm, cố tình mà đi, điên hồ phát mệt. Rồi bây giờ bắt đầu chậm lại, mà hãy chậm lại cái tà, ngó trời, ngó đất, cái bắt đầu thấy sỏi đá chút chút, mà sao viên nào nó cũng đẹp hết trơn. Tiếc quá, lượm bỏ túi. Mà khi đi tới cái chỗ đó rồi á, thấy quá trời kim cương, nhưng mà giờ túi đầy sỏi. Bỏ ra thì tiếp, tại cho công tình mình khiêm tự dưới kia lên đây. Thành thử rốt cuộc tới núi kim cương rồi, nhưng mà tiếc mấy cục sỏi trên đường đó, đi về tay không. Thì trong cái khóa học của mấy em thanh niên vừa rồi, Pháp Hòa cũng kể câu chuyện đó. Các con là những người đã đặt cho mình một cái tiêu hướng là thành tài. Muốn thành đại, muốn đi học, muốn làm bác sĩ, muốn làm kỹ sư, đứa nào cũng có một hoài bão hết á. Nhưng mà các con cứ tà tà ở bên đường vậy đó. Mai nghỉ học 4 ngày, mốt bạn rủ đi chơi 5 ngày, uống rượu cho xỉn cái mai học không được. Chơi game quá giờ, thế này thế kia, một chút nó không đáng. Nó làm mình mất đi cái chí hướng mà mình muốn đi tới. Vì trên đường đi nó rất nhiều những cái nó cám dỗ. Mà những cái đó là gì? Chẳng qua là cái bóng dáng. Chẳng hạn như mình chơi game, chơi game mà rất là thích, chơi sáng đêm, ngày mai đi học không nổi. Chơi sáng đêm rồi không có thời giờ học bài. Cho nên mình đi trên đường, cái mục đích mình muốn đi tới, nhưng mà rốt cuộc rồi dọc bên đường rất nhiều những cái nó lôi kéo mình. Cái người tu của mình cũng vậy thôi. Tu mà muốn gọi là thành, mình kêu là tu thành Phật á. Nếu tôi tu tới ngày tôi giải thoát, tôi thành Phật, nói nghe ghê gớm không? Hỏi tu để làm gì? Để liễu sanh thoát tử. Để đừng có luân hồi sanh tử nữa. Nói vậy đó. Mình những câu nói mình nói mà tu để giải thoát. Nhưng mà trời ơi, trên đường này thôi, người ta mới mắng mình câu cái mình cũng mắng lại cho nó. Tôi phải nói chứ, cho nó biết tai. Thành thử ra rốt cuộc trên đường mình á, mình bị những cái đó nó kéo néo lại. Thành thử ra luân hồi vẫn luân hồi cả đời mà rốt cuộc không được gì hết. Cho nên cái bài học thứ ba, cái bài học kế này chúng ta cần học đó là gì? Đó là sự kiên trì. Và phải rõ ràng cái hướng đi của mình. Ai đi cũng mệt hết á. Nhưng mà nếu mà có mệt ta tấp vô chút, giống như mình từ đây đi lên Calgary, thế nào cũng tấp Red Deer. Nhưng mà không ai mà tấp vô đó cả tiếng đồng hồ hết á. Tại vì mình cái mục đích mình chính là mình đi Calgary. Và cái chuyện mình muốn tới đó là mấy giờ. Cho nên tấp vô đó để về để làm gì? Để giải quyết chút xíu thôi, là xả nước vì thân. Những anh hùng người ta ra đời ra trận chiến, người ta xả thân vì nước. Còn mình thỉnh thoảng mà tấp vô chút là xả nước vì thân thôi. Nhưng mà rồi cũng 5 phút 10 phút thôi. Rồi giờ muốn tấp vô, mua vô cái ở đó trên đường đi nó có cái Tim Hortons ở đó, nó đắt lắm. Mà tấp vô rồi cái phải ly nước, cái bánh. Nhưng mà nhớ là hãy muốn cái nào lấy, chứ còn đứng cái nào mình cũng muốn hết, ú ớ ớ hồi mua trật lắc hết trơn. Cho nên thưa đại chúng, ở trên đường, ở trên đời là nó cũng giống như tất cả những cái gì nó đang xảy ra, và nó đều là một bài học cho chúng ta quán chiếu hết. Cho nên thưa đại chúng, mình tu thiền là tu làm sao? Tu thiền là vậy đó.
Những gì nó xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống, và chúng ta hãy lấy những cái đó làm những bài học để chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy, để chúng ta tư duy quán chiếu rồi chúng ta tự giải tỏa cái khổ đau ở nơi mình, cái phiền lụy ở nơi mình. Thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm, coi như đã đầu năm mới 2016, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái bài học mỗi người chúng ta ai cũng có một cây chổi để quét nhà. Không có nhà nào không có cây chổi hết á. Nhưng mà cây chổi của mình á là để quét rác. Nhưng mà có những cái khi mình chúng ta quét được cái rác đó ra rồi thì nhà nó sạch. Cũng như thế, mỗi người chúng ta hãy có một cây chổi quét ra khỏi cái tâm mình những cái điều tiêu cực, những cái vướng bận ở trong lòng, thì tự nhiên nó thanh thản. Thường thường mình quét nhà, tiếng Việt Nam kêu bốc rác, tức là mà đừng quét trước mặt, không phải nhớ đưa cái chổi xuống, những cái hộc tủ, những kẻ tủ, moi nó ra. Mà hễ mà nhà mà sạch á thì mát mắt, mát sạch thì ngon cơm. Tâm hồn mà sạch những phiền não, tự nhiên người mình nhìn cũng sáng ra nữa. Mà hễ mà bữa nào mà người mình mà nó hơi đủ thứ trong này, nhìn biết không? Biết liền. Mặc dù ta không biết rác gì trong đó, nhưng mà ta nhìn ta biết. Cho nên mình tu á, mình tu á là mỗi người chúng ta có một cây chổi. Là một cái người tu á là phải quét chùa. Cho nên quý vị nghe cái câu nói không? Con vua thì phải làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chữ chổi quét đó, nó không đơn thuần đơn giản là ông làm chú tiểu phải quét sân chùa. Nó có cái nghĩa thường là bị chùa là có nhiều cây, nhiều cây đa rồi nó rụng lá, mình phải quét cho sạch. Nhưng mà nó còn một cái ý nghĩa thâm sâu là chúng ta phải quét sạch, quét sạch những cái phiền não rác rưới bụi bặm ở trong tâm mình, quét sạch những cái gì mà chúng ta gọi là chướng tai gai mắt đó. Mà thật sự ra có gì chướng tai gai mắt đâu, tại vì nó không đúng với cái ngã của mình muốn thì mình bực thôi, chứ có gì đâu. Nó chỉ có hai thứ thôi. Tại sao mình bực? Tại vì mình có một cái tôi, nó không làm đúng ý tôi, nó đúng ý tôi là tôi bực à. Cả thể mà làm đúng ý mình chứ mình vui à. Vậy thì rõ ràng bản chất của sự việc nó không có gì gọi là sai hết. Nhưng mà tại vì mình có cái chất mình muốn như vậy mà không mua được như vậy là mình bực. Và mình không thấy rõ được tất cả các pháp do cái duyên. Tất cả các pháp do cái duyên, mà hiểu được tất cả các pháp do duyên thì tự nhiên mình cũng sẽ nhẹ đi. Ví dụ như là hôm nay mình tổ chức bữa tiệc, mình mời thất là đông mà ai cũng hứa hết trơn rồi. Đùng một cái sau sáng nay có lè hòe có mấy người, cái mình bực. Nhưng mà nếu mình nhìn ra đường mình nói ồ, tại hôm nay trời bão tuyết, người ta không đi được. Thấy rõ cái duyên. Bão tuyết mà nếu như trường hợp mình không vì ăn một bữa tiệc mà mình mạo hiểm trong bão tuyết thì chắc mình cũng không đi. Thì mình hiểu được cái duyên. Cái duyên là gì? Tức là nó có một vấn đề nào đó, có một cái duyên cớ nào đó mà sự việc nó phải như vậy. Cho nên khi mà chúng ta có một vấn đề thì chúng ta hãy nên nhìn lại do lý do nào mà nó sự việc nó như vậy, thì ít nhiều gì chúng ta phát hiện ra được những cái căn, cái nguồn cội của nó, thì chúng ta nhẹ lòng. Mình hiểu được rồi bắt đầu mình bắt đầu từ đó. Có những đứa nhỏ đó, bây giờ nó buông thả cuộc đời nó không khe gì nữa hết á. Nó ăn chơi, nó hút sách, nó làm đủ thứ. Tại vì sau đó nó mới tâm sự, nó nói tại con thấy ba mẹ con, từ nhỏ con sống trong nhà có những cái hình ảnh như vậy, ba mẹ con như vậy, cho nên giờ con thấy cuộc đời không có gì hết. Cho nên nó buông trôi. Ba mẹ con đã như vậy thì con không còn cái gì để mà con phải tiếc rẻ cuộc đời.
nó có cái nguyên do của nó. Bản thân nó không muốn vậy, nhưng mà cái môi trường, cái môi trường, cái đời sống, nó đã biến cái đứa nhỏ có những cái ý nghĩ tiêu cực. Và nó tự nó thấy bản thân nó không có cần thiết để mà sống, tại vì nó sống có ý nghĩa. Ở trong cái bài kệ mà mỗi lần mình quét nhà, nó có cái bài kệ: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Tạm dịch cái bài đó là siêng năng quét đất chùa, gọi là cần tảo già lam địa. Siêng năng quét đất chùa, mỗi giây phút đều sanh được phước huệ, phước và huệ. Tuy không thấy khách khứa nào đến hết, nhưng chắc chắn sẽ có thánh nhân đi qua. Mình dẹp cái gai góc, cái phiền não ở trong tâm mình, đâu cần phải ai biết hay cần phải khoe ai, nhưng mà tự trong lòng mình có một niềm an lạc, đó là thánh nhân đó. Thánh nhân xuất hiện trong tâm mình khi mà chúng ta dẹp được những cái rác đó. Có nhiều cái mình tu mình đâu cần khoe với ai, nhưng mà mình bỏ được cái phiền não đó, cái tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng đó, lúc đó là thánh nhân xuất hiện rồi đó. Cho cái bài kệ: tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Mình quét sạch được những cái phiền não xung quanh mình, trong bản tâm mình đâu có ai, đâu cần phải khoe với ai, nhưng mà tự nhiên những cái nguồn an lạc nó đến trong tâm mình, giống như những bậc thánh xuất hiện. Cầu mong cho tất cả chúng ta năm tới này ai cũng có một cây chổi quét chùa. Nhưng mà đừng có đụng ai cũng dện cây chổi đó là mệt đó. Nhớ là có cây chổi để quét chùa. Mà cây chổi đó là gì? Đó là chúng ta biết nuôi một cái ngày mai tươi sáng. Chúng ta biết cái đám mây rồi nó sẽ qua. Chúng ta biết đời cần có tình thương. Mà thậm chí những nhạc sĩ của chúng ta còn có những câu: làm sao em biết sỏi đá không đau, rồi ngày mai mình cũng phải cần có nhau. Mà nhiều khi sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn trôi. Mặc dù vội việc rồi nó sẽ đi, nó cuốn trôi như vậy đó, nhưng mà chúng ta không thể sống mà không có một tấm lòng. Trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Vì con người có trái tim, con người có khối óc. Mà hễ mà trái tim mà nó nhìn, nó cảm được, thì tự động cái này nó phải làm việc. Cho nên Pháp Hòa thường nói: con mắt, lỗ tai, trái tim. Con mắt nó nhìn, trái tim nó cảm liền. Cái lỗ tai nó nghe, trái tim nó cảm liền. Lỗ tai nó nghe một tiếng con nít khóc, tự nhiên trái tim nó nói tiếng con nít khóc, mình đi dỗ. Thấy cái điều đó sai, tự nhiên trái tim nói sửa, chỉnh. Tình thương nó có mặt. Tình thương nó có mặt. Đi xuống lầu, thấy ai làm bể cái ly, quét chưa sạch, có một miếng chai nằm ngay góc đó. Mà mình không dọn, không quét, đen lát có người đạp. Tự nhiên con mắt nó thấy, trái tim nó nói liền, nó nói cái này nguy hiểm. Cái bàn tay nó để xuống, nó bóc cái đó, nó cất, nó bỏ rác liền. Đời nó chỉ có vậy. Và mỗi người nếu ai mà cũng biết dẹp rác kiểu đó, vì thương mọi người kiểu đó, thì tự nhiên cuộc sống của mình có phần bình an. Mình không có thể phổ độ chúng sanh cái kiểu như mình nghĩ là mình độ hết tất cả, nhưng mà mình phải làm tất cả những gì trước mặt mình. Cái đó gọi là phổ độ. Chữ phổ là rộng, nhưng mà cái chữ rộng nghĩa là mình có hai tay mình độ ở đâu đâu, nhưng mà làm tất cả tận tâm tận lực của mình với những, với những cái gì mà trước mặt mình. Mấy chục năm nay Pháp Hòa với thầy Viện Chủ ở đây, lúc nào thầy trò cũng nói với nhau: mình có cái duyên với Phật tử ở địa phương này,
thôi thì thầy trò ráng làm hết sức những gì mình có thể làm cho Phật tử ở địa phương này. Còn những gì mà xa hơn nữa đó là cái duyên của mình thôi. Thật sự làm là chỉ nghĩ rằng mình làm để đền đáp cái công ơn của Phật tử ở địa phương này đã hộ trì cho mình. Bằng chứng là cái khóa tu. Khi mà cái khóa tu mùa hè được tổ chức, cái năm đầu là từ cái tâm nguyện như vậy đó. Phật tử đóng góp cho mình, nghĩa là công quả suốt cả năm. Thôi bây giờ mình tổ chức khóa tu 10 ngày cho Phật tử về tịnh tu nghỉ ngơi. Cứ nghĩ như vậy thôi, rồi làm. Rồi mấy đứa nhỏ nó đi khóa tu vậy nè, cha mẹ chỉ cần thả nó vô chùa một cái thôi là cha mẹ không có gì dính dáng với mình nữa hết, không thấy alo alit gì hết. Mà bây giờ muốn cho nó tu mà bắt nó tu kiểu mình, nó tu sao nổi. Cho phải cho nó vừa tu mà vừa chơi, mà nhiều khi chơi nhiều hơn tu nữa. Ăn thì không thể ăn rau luộc, đậu hũ kho nha, phải ăn ngon. Cho nên rồi mấy vô Phật tử phải tìm cách nấu những món ăn ngon cho nó ăn, để nó thấy rằng ăn chay mà ăn ngon. Rồi mấy thầy phải dẫn, sau một khóa tu rồi phải dẫn cho nó đi chơi. Ở đâu ra? Bây giờ muốn cho nó chơi, mùa đông ở đây đâu có gì chơi ngoài đi ski hay là đi skate. Mấy thầy phải mướn cái sân cho mấy đứa nó vô chơi. Thật sự ra những cái đó chẳng qua là vì mình muốn tập hợp các em để nó không lãng phí cái thời gian ở nhà. Nó chơi game, nó đi chơi với bạn, kéo nó về chùa cho nó chơi, nó tu tập. Nó đi thiền hành, nó ngồi thiền, nó ăn chay, rồi nó học Phật Pháp, rồi nó có thời gian nó chơi với nhau trong cái tinh thần lành mạnh. Mình phải tốn thời gian, tốn tiền của để mình chi phí những cái việc như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó làm từ gì? Từ cái tấm lòng của mình, có cái tình thương đối với các em ở thế hệ sau thôi. Ở cha mẹ mà không quan tâm, không khuyến khích, mình có một cái chỗ để tổ chức mà mình á, con đi không? Dạ không đi. Rồi thôi, nó không đi thôi, không có, kệ nó muốn nó đi không đi. Thì mình không khuyến khích làm sao nó đi. Rồi khi nào mà nó thiệt là hết cách chữa cái dẫn lên nhờ thầy chữa giùm. Cái này nhiều lắm, trên chùa nhiều lắm. Lúc nó còn nhỏ mình không khuyến khích, mình không có thường xuyên dẫn nó đi. Mình với đủ thứ những lý do hết, mà tới hồi mà nó không còn cách nào nữa thì làm sao mà thầy, bởi vì nó không hề lên đây. Thầy không biết nó không biết thầy, thì cái tình cảm thầy trò nó chưa có. Thì mình nói chuyện với nó khó lắm, nó chắc gì nó nghe mình. Thì phải dẫn nó lên thường để nó có cái thường xuyên, nó gặp thầy, nó biết thầy, nó có cái tình cảm rồi thì mình nói mới được. Thì cái đó không phải là cái bắt buộc, nhưng nếu mình có quan tâm đến đời sau thì phải chịu khó thôi. Giống như mình uống, mình biết mình bệnh, uống thuốc đắng là phải chịu khó uống thôi. Tại vì uống thuốc đắng mới hết bệnh. Lời thật thì nó hay mít lòng, người ta nói trung ngôn nghịch nhĩ mà. Nhưng mà nếu mình làm thì có lợi lắm. Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành. Nếu hành có lợi, làm theo lời đó có lợi. Gọi là thuốc đắng, thuốc thì đắng nhưng mà có lợi cho bệnh. Xin cầu chúc cho tất cả đại chúng có một năm mới được an lành. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã hộ trì cho tu viện trong suốt một năm qua, để tất cả mọi Phật sự được viên mãn. Và mong rằng tất cả chúng ta vẫn tiếp tục những công việc của mình để làm tròn hết cái bổn phận mà chúng ta còn đang sống ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng